Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ đến từ C4B Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái phần 2 giới thiệu cho các bạn về 6 kèo đào coin ở trên Telegram hot nhất và cơ hội kiếm airdrop hàng nghìn đô. Thì các bạn cũng biết là sau cái sự kiện cái đồng Notcoin, một cái dự án đào coin hoàn toàn miễn phí ở trên Telegram đã được list ở trên sàn Binance cũng như là tất cả những cái sàn top ở trên thế giới như là sàn OKX, sàn Bybit sàn MXC, sàn gate thì nói chung là lít tất cả nhá. Thì anh em tham gia đào coi thì cũng đã người thì kiếm được vài triệu, người thì kiếm được vài chục triệu, người thì kiếm được hàng trăm triệu và có những người kiếm được cả tỷ nhé các bạn. Đây là một kèo airdrop thực sự nó chất lượng và chúc mừng một lần nữa cho các bạn những bạn mà đã tham gia vào cái kèo đào coi này thì sau cái hiệu ứng của cái kèo not coi thì có rất rất là nhiều những cái kèo đào coi khác ra đời tuy nhiên thì nó có nhiều những cái dự án rác những cái dự án chất lượng thấp và bên cạnh đó thì có cả những cái dự án scam nữa ở trong video này thì mình tổng hợp lại cho các bạn top 6 dự án mà mình đã chọn lọc rất là kỹ và cơ hội ăn tiền rất là cao thì anh em chỉ việc là tham khảo và đưa ra quyết định là có thể tham gia một trong số các cái kèo này thôi mình đã xếp hạng từ vị trí đầu tiên đến vị trí thứ sáu nhé những cái kèo mà xếp hạng cao thì, thì cái độ tiềm năng của nó tất nhiên nó sẽ cao hơn và mỗi một cái dự án thì mình đều có cái đường link tham gia cũng như là bài viết hướng dẫn cụ thể và chi tiết chi tiết đến mức là không thể chi tiết hơn được thì anh em có thể tham à, đang, đang anh em nào mà chưa tham gia ấy thì các bạn xem cái bài viết hướng dẫn Đấy, anh em nào mà tham gia rồi thì các bạn cứ tiếp tục mà thao tác nhé ở đây thì mình giới thiệu cho các bạn dự án đầu tiên đó là dự án đào hot ở trên tele. Thế đây là một dự án được near protocol support nhé. Các bạn có thể xem Twitter của nó hiện tại đang có 348.000 follow. Và cái dự án này thì anh em sẽ claim hàng giờ, claim cái đồng hot của nó. Và cái số lượng khai thác thì nó rất là thấp. Và tổng cung của nó thì nó sẽ, mình dự đoán nó không quá 1 tỷ token nhé các bạn. Và dự án này thì cực xịn rồi được Nia protocol support thì nia mùa này anh em có thể thấy là nia đã đạt ở mức là là gần 8 đô rồi này và nó đã x khoảng tầm 8 lần so với cái đáy cái đáy của 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 đồng này đồng nia nhá thì anh em có thể thấy là đây này có một dạo thời gian thì nó chỉ dập dìu ở mức là một đô thôi và hiện tại thì nó đã tăng lên x 8 lần rồi thì anh em có thể thấy là nó tăng trưởng cực kỳ mạnh luôn nhá và mình dự đoán rằng trong cái mùa uptrend tiếp theo ấy, thì chắc chắn là cái đồng Nia này nó sẽ phá được cái đỉnh cũ và nó có thể vượt rất là xa bởi vì những cái hệ sinh thái của đồng Nia này nó đang phát triển và và đang xây dựng nó cực kỳ mạnh mẽ luôn thì các bạn cũng có thể xem qua cái lộ trình của cái đồng Hot này này thì anh em có thể check qua cái roadmap của nó thông qua cái địa chỉ là hotdao.ai Thì các bạn có thể thấy là cái đồng token hot này ấy, thì nó sẽ là của cái ví ví here wallet Đây này ví here wallet này và cái ví này chính là cái ví gọi là ví của cái đồng coin near luôn đấy nha các bạn nhé đó thì nó như kiểu là cái cái, cái trót các bạn nhớ ngày xưa có cái trót wallet ấy, cái đồng twt ấy, thì nó đã có một cái mức tăng trưởng rất là ấn tượng rồi thì cái đồng hot này nó cũng tương tự Nó sẽ là đồng coi của cái ví Nia Đấy có tên là Here Wallet này Đấy có 600 follow này Được support bởi Nia này Ok thì anh em có thể xem qua cái website của nó nhá Đây website của nó đây các bạn nhá Nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng thú vị Thì các bạn có thể xem ở đây Nó có cụ thể cái roadmap lộ trình này đó, nó sẽ có tích hợp thêm những cái Uh, Metamask này Rồi là là cái uh, Github Đây Nói chung là Đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng Và cái token hot sau này Thì các bạn cũng có thể sử dụng làm Để stack này Để có thể earn này Rồi rất là nhiều những cái chức năng nữa Đó Đây nha Hiện tại thì các bạn có thể thấy là Hơn 6 triệu user 1.4 triệu giao dịch hàng ngày và 32 triệu hot đã được min ra. Thì cái số lượng hot min ra hiện tại chỉ mới là 32 triệu thôi nhé các bạn. Số lượng nó đang cực kỳ nhỏ. Đấy thì anh em cố gắng mà tham gia sớm nhé. Tham sớm nhất có thể và khai thác hàng ngày để có thể nhận được cái đồng hot này nhé. Một cái dự án không thể tiềm năng hơn được nữa. Đó thì đó là cái dự án top 1 nhé. Cái dự án top 2 mà mình muốn nói tới đó là dự án Cartesian. Artisan này là một cái dự án play to earn ở trên bot telegram của tôn đây các bạn này cái giao diện của nó như thế này hàng ngày thì các bạn vào nuôi mèo ở đây thì chỉ cần bật lên vật treo thôi chúng ta bỏ tiền ra mua tính năng auto thì mình đã làm rất là nhiều video về cái dự án này rồi mình hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này hướng dẫn cho các bạn cách mua cái tính năng auto này để các bạn có thể tối ưu thời gian thì anh em nuôi cái mèo này level càng cao ấy, thì càng tốt nhé cái dự án này thì đã đạt được hơn 6 triệu user và cái dự án này được tôn siêu cực kỳ nhiệt tình luôn tôn tương tác rồi comment rồi chia sẻ lại rồi bài đăng giới thiệu nó rất là nhiều AMA các kiểu chung là đây là một đứa con tinh thần thứ hai của tôn sau cái đồng notcoin thì anh em biết là nó sẽ tiềm năng như thế nào tuy nhiên thì cái số người tham gia của cái dự án này nó rất là đông và tỷ lệ cạnh tranh thì mình nghĩ là nó sẽ rất là cao đấy. thì anh em cần phải tập trung chơi nhé. nếu các bạn đã xác định chơi thì các bạn cần phải treo auto hàng ngày để các bạn có thể nuôi mèo được một cái level cao nhất. hoặc các bạn có thể bỏ tiền ra để mua cái đồng fit sau đó thì anh em sẽ à, nâng cấp lên những con mèo có level cao nhất để có được cái hiệu quả tối đa về cái chương trình op sau này của dự án nhé. ok thì đấy là cái dự án thứ hai mà mình muốn tới giới thiệu cho các bạn đó là dự án nuôi mèo catizen ở trên mạng Tôn, một dự án cực kỳ cực kỳ tiềm năng. Dự án xếp hạng ở vị trí thứ ba, đó là cái dự án khá là mới và nó cũng sẽ rất là tiềm năng. Đó là dự án Way Wallet đây này, Way Wallet nhé. Thì đây là một cái ứng dụng ví nó tương tự giống như Hotcoin. Nó là một cái ví nhưng mà cái ví này được xây dựng ở trên mạng Sui Network và cái đồng token của nó là đồng token Ocean và có rất là nhiều cái điều đặc biệt đến từ cái ví này, Thì cái đồng ocean này các bạn có thể là giao dịch được ở trên các sàn giao dịch rồi nhé, ở đây thì các bạn có thể bán và quy đổi được cái đồng ocean này ở trên uh, một số các cái nền tảng uh, sàn đách của mạng sui hoặc là ví okex OK web3 thì anh em có thể bán được cái đồng ocean này tức là các bạn đào ra thì các bạn có thể bán được luôn tuy nhiên thì anh em nên không nên bán theo cái quan điểm của mình thì không nên bán anh em nên, nên để hâu cái dự án này tại vì sao nó đặc biệt là bởi vì hiện tại nó đã có hơn 100.000 follow và được chia sẻ chính thức bởi bởi xui nhá anh em có thể truy cập vào cái 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 trang Twitter của xui thì anh em sẽ thấy đây này anh em sẽ thấy là cái dự án này được chia sẻ lại chính thức nhé. ví way on sui đó sui đã chúc mừng này cái ví đạt 500.000 holder và 1.2 triệu transaction mỗi ngày thì các bạn cũng thấy để ý là nếu như mà nếu như mà dự án tôn ấy có cái đồng not coi dự án Near có đồng hot coi thì cái dự án sui này nó có đồng ocean của ví ví của nó là ví way Wallet. đó thì các bạn cũng sẽ thấy được cái độ tiềm năng của cái dự án này thì anh em cái cách khai thác và cái chi tiết ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn rất là cụ thể rồi anh em chỉ cần ấn vào đường link để có thể tham gia thôi đó thì đấy là cái dự án thứ tư à dự án thứ ba đó dự án xếp hạng ở vị trí thứ ba đó là ví way Wallet của chúng ta nhé ở trên mạng sui đó thì um, anh em có thể tham khảo nhé cái dự án thứ tư mà mình muốn nói đến đó là dự án Zcoin Giống với Notcoin và được tôn siêu rất là nhiệt tình Thì anh em có thể xem qua cái trang Twitter của cái dự án Zcoin này Hiện tại thì nó đã lên tích vàng và gần 800.000 follow rồi Hơn 720.000 Đó thì anh em có thể xem nhá Cái dự án này được tôn uh, comment và chia sẻ khá là nhiều Thì uh, đây là một dự án ăn theo dự án Not thôi và để mà có thể là bùng nổ giống như nốt thì có thể là nó sẽ khó nhưng mà nó có thể là cũng sẽ có cái giá trị trong tương lai để anh em có thể bán và quy đổi ra được tiền thì cái cách tham gia của cái kèo này cũng cũng đơn giản thôi anh em chỉ cần di chuột vào con bot ấy thì anh em có thể xem uh, hướng dẫn nhé video ở đây mình cũng đã làm rồi ok thì đấy là dự án thứ tư dự án zcoin dự án thứ năm mà mình muốn nói tới đó là dự án MemeFi còn meme file này thì được cái là cộng đồng nó cực kỳ đông. Đây các bạn này. Các bạn có thể xem cái trang Twitter của dự án này hiện tại đang có gần 800.000 follow rồi và nó ra cách đây khá là lâu rồi. Và nó được xem là một trong những cái đối tác quan trọng của Linear. Linear là một cái mạng lưới layer 2 ở trên Ethereum. Và nó giống như Arbitrum hay là Optimism đấy thì em có thể biết là cái dự án này nó cũng sẽ rất là tiềm năng và đây các bạn nhé các bạn có thể thấy là cái bài đăng được chia sẻ chính thức ở trên uh, Linea nhé chứ không phải là thông tin một chiều nhé các bạn thông tin này là thông tin hai chiều hợp tác với Linea và được Linea chia sẻ này nó thông báo về cái chương trình hợp tác đó cũng là một cái dự án rất là tiềm năng đáng để các bạn có thể là tham khảo để chơi OK thì đấy là cái dự án thứ năm và dự án thứ sáu là một dự án One Wumpfey One này là có một cái tên việt hóa nó là vỗ vào mông con sâu và cái con game này thì nó có cái tính giải trí rất là cao và con game này thì cũng là một trong những con game đời đầu tức là nó ra cùng thời với cái dự án uh, NotCoin đấy các bạn ạ. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn chưa có uh, công bố cụ thể về cái cách để chúng ta có thể nhận được error hay là quy đổi như thế nào cả. Tuy nhiên thì hiện tại thì vẫn khai thác được và ở trên trang Twitter của nó vẫn có những cái cập nhật liên tục rồi có những cái pool thưởng dành cho anh em tham gia vào cái chương trình đào coi ở trên cái dự án Warfare này. Đó. Cái dự án này chơi rất là giải trí nhá. Thì anh em có thể là tham khảo để có thể là 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 tìm hiểu về cái dự án này để có thể chơi. Ngoài ra còn rất rất nhiều những cái dự án khác nữa. Tuy nhiên thì mình cũng uh, gọi là chỉ có thể chọn lọc được 6 dự án thôi để anh em có thể là tham khảo thôi còn những cái dự án khác thì uh, có thể là mình sẽ không biết hết được tất cả những cái dự án nhé uh, mình chỉ đánh giá những cái dự án mà mình đã tìm hiểu và mình mình gọi là đánh chấm điểm nó cao để các bạn có thể ăn được tiền của cái, những cái dự án đấy thôi chúng ta tham gia drop chúng ta có thể là kiếm được lợi nhuận thôi còn những cái dự án mà nó rác quá hoặc là nó fomo rồi nó chất lượng thấp hoặc là một số cái dự án còn có cái kiểu scam nữa cơ Thế nên là những cái dự án đây chúng ta bỏ qua Còn những cái dự án nào quan trọng, tập trung Thì anh em cố gắng để có thể là tham gia Mỗi ngày chúng ta có thể là kiếm được tiền sau này Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhá Những gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giải đáp, chúc cho các bạn nhá à, Các bạn hãy cho mình một đăng ký này, một comment chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho mình có thể hoàn thiện hơn nữa ở trong những cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.